Sau khi đọc xong mới biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là con người, Ngài không phải thần. Nói thật, Ngài không có chút gì liên quan đến tôn giáo. Mà còn là một người có lòng thương yêu, có tâm từ bi, một thanh niên có trí tuệ. 19 tuổi Ngài lìa xa gia đình đi cầu học. Các bậc đại đức trong tôn giáo Ấn Độ lúc đương thời, cao nhân của giới học thuật, Ngài đều đến thân cận học tập theo họ. Học suốt 12 năm, 30 tuổi, Ngài buông bỏ tất cả những gì học được, nhập định với cội Bồ Đề. Ngài đã khai ngộ như thế. Sau khi khai ngộ là bắt đầu dạy học, cho đến lúc nhập diệt 79 tuổi. Thể hiện trong suốt cuộc đời của Ngài. Bây giờ chúng ta học bộ kinh này mới hiểu, chính là hình ảnh thu nhỏ của thế giới cực lạc. Ngài thể hiện cho chúng ta thấy, Ngài sống cuộc sống đơn giản nhất. Thời đại Ngài xuất hiện, lưu vực sông Hằng Ấn Độ là vùng nhiệt đới, cho nên cuộc sống rất dễ dàng, ba y một bát là đủ, suốt đời du mục, đêm ngủ dưới gốc cây, ngày ăn một bữa. Ngày ngày dạy học, không có sách, dạy suốt 49 năm. Hàng đệ tử tại gia và xuất gia hợp lại, tính một cách khái quát, chắc không dưới 3.000 người. Đây là bậc đại thánh hiền. Dùng cách xưng hô của người thời nay, Ngài là một nhà giáo dục. Nhà giáo dục văn hóa xã hội đa nguyên, đây là thân phận của Ngài. Hành nghi một đời của Ngài là người làm công tác thiện nguyện về việc giáo dục văn hóa xã hội đa nguyên. Ngài dạy không thu học phí, dạy cho bất kỳ người nào, không phân quốc tịch, không phân chủng tộc, không phân tôn giáo. Chỉ cần muốn học là Ngài dạy. Không cự tuyệt người đến, không lưu giữ người đi. Suốt đời như vậy, chúng ta nhìn thấy là hoan hỷ. Đại sư Chương Gia khuyên tôi xuất gia, muốn tôi noi theo gương Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi tiếp thu, làm theo lời đại sư. Tôi xin nghĩ gì? Dùng thân phận người xuất gia, chuyên tâm học tập theo Đức Phật Thích Ca.
Tôi học đến năm thứ bảy, học Phật 7 năm sau mới xuất gia. Ngày xuất gia là bắt đầu đi dạy học. Tôi học trước khi xuất gia học với thầy Lý. Vừa xuất gia liền dạy ở Phật học viện, nhận lời mời giảng kinh. Sáu mươi năm nay vui vì điều này không thấy mệt mỏi. 60 năm học Phật, 53 năm giảng kinh, cũng là 53 năm xuất gia. Đối với kinh điển Đại Thừa kiên trì nhẫn nại. Cũng trải qua rất nhiều trắc trở, đều là nhân tố giúp tôi trưởng thành. Tôi cảm kích bất tận. Những bộ kinh này, những chú giải này tôi đều xem hiểu. Trong mỗi câu mỗi chữ hàm chứa vô lượng nghĩa. Tôi cảm kích thầy. Những gì thầy nói với tôi là thật. Tôi hoàn toàn cảm nhận được hưởng thụ cao nhất của đời người. Nếu không có thầy chỉ dạy, có thể từ lâu tôi không còn trên quãng đời này. Đây là thật không phải giả. Đời này tôi nhận được ân huệ của thầy. Chút ưu điểm của tôi chính là thành thật, nghe lời, y giáo phụng hành. Đời người có một mục tiêu, một phương hướng. Bất kỳ gặp cảnh duyên như thế nào, tâm đều an định. Nhắm phương hướng và mục tiêu này mà đi lên.